Này mấy bạn ơi, anh em hiện giờ là đang xôn xao để cắm trụ tràm để chuẩn bị làm lộ nông thôn các bạn. Hiện giờ là đang nâng cấp cái lộ này ra 3,5 m nha. Rồi, mấy bạn xem xe cuốc dọc từ tràm nè. Mà chỗ này sao mà cái đầu cây nó nằm đây làm chết rồi. Thank you.
quá đẹp.